bị miệt thị vì để lông dài tự nhiên trong 6 tháng. Gia đình nghiêm khắc của Taylor Mitchell phản đối lựa chọn của con gái, nhưng cô không quan tâm mọi người nghĩ gì về cơ thể của mình. Taylor Mitchell, 22 tuổi, đến từ bang Utah, Mỹ, người mẫu và nhà sáng tạo nội dung có 87.000 lượt theo dõi. Không ngại ngùng về việc để lông mọc tự nhiên trên cơ thể, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh không qua chỉnh sửa lên trang cá nhân. Mặc dù hài lòng với quyết định của mình, đôi khi Mitchell nhận được những bình luận khó chịu từ cộng đồng mạng. Gia đình cũng không ủng hộ lựa chọn của cô, theo Daily Star. Nữ người mẫu kể ở tuổi 12, cô được đưa cho chiếc dao cạo vì con gái không được để lông. Lớn hơn, cô càng thấy rõ nhiều người xung quanh có phản ứng tiêu cực với phụ nữ có lông trên cơ thể. Mitchell quyết định ngừng dọn sạch lông trên người từ 6 tháng trước. Nếu ai đó có cái nhìn tiêu cực về lựa chọn của tôi biết chính xác họ là người như thế nào, cô nói. Mitchell hy vọng trở thành hình mẫu cho những người khác học cách chấp nhận cơ thể họ. Cô không còn quan tâm những bình luận tiêu cực, ác ý nhắm vào mình trên mạng xã hội. Tôi chắc rằng nhiều người vẫn dị nghị sau lưng mình, nhưng tôi có xu hướng tập trung vào những bình luận tích cực, cô nói. Mitchell không chắc liệu cô có loại bỏ hoàn toàn việc cạo lông hay không. Vấn đề lông trên cơ thể phụ nữ trở thành chủ đề bàn tán gần đây sau khi nữ diễn viên Rachel McAdams, biểu tượng của bộ phim Mean Girl, xuất hiện trên tạp chí Bustle. Nữ diễn viên 44 tuổi yêu cầu nhóm biên tập chỉnh sửa tối thiểu các bức ảnh của cô, thậm chí để nguyên lông nách ở một trong số bức ảnh. Trong cuộc phỏng vấn kèm theo, McAdams cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có mối quan hệ lành mạnh với cơ thể và thể hiện hình dáng thực của nó. Tôi thích sự kết hợp giữa vẻ đẹp, sự quyến rũ, bí ẩn và sự thật. Đây là cơ thể của tôi và điều đó quan trọng hơn tất thảy. Bạn có thể trông đẹp và khỏe mạnh theo cách của mình, nhưng điều đó đôi khi khác với mọi người, cô nói.